nhá. Lâu lắm mới tìm năm anh em mới gặp nhau, anh em mà hôm nay là sinh nhật tụi Bát A. Thế là anh em tôi lại phải phát cái mõm lên trực. Thế nên là thì có công nghĩa là chúng em tuổi mới luôn ra kẻ phải mãi. Em đang em là luôn là may mắn luôn luôn thành công trong cuộc sống. Dạ vâng. Thank you bên đây. Dạ vâng. Hai ba. Go. Hai ba. Go. Hai ba. Go. Anh hôm qua là anh ăn hải sản đấy nhá, hôm nay anh ăn đi. Ừ. Anh có một người ơi, hải sản là có cả cua kia nhá, chứ không phải bảo là phố nhà Phương làm không đi lên đến trốn. Báo cáo anh em thì mình nhớ là tất cả là mâm cỗ này là được ăn tại nhà trọng hải sản anh em nhá. Ừ. Đấy, mời anh em. Nào, cuốn đâu? Em có được mời đâu. Ôi giời. Cuốn nào? Em có được mời thì bia đâu. Hôm nay thì đây thì anh muốn bia. Nó giàu rồi, nó chờ mình đâu. Đó, đây ạ. Tôm đây anh em ơi, mua đây. Đấy. Mấy chị em tôi ngồi bên này. Có mấy chị xem bia không em? Rồi. Bia đi. Bia đi. Lấy bia đi.